Pedro Porro mất bóng rồi. Người ghi bàn là Matthias Pina. Đầu tiên đá chính tại giải Ngoại hạng Anh với Matthias Pina đang chứng tỏ một kỷ niệm đẹp của cầu thủ này. Pedro Porro là người đã để mất bóng rất tai hại. Matthias Pina chính là người đã cướp bóng thành công và sau đó là anh cũng đã thoát xuống để có được cho mình một pha dứt điểm không khác gì một tiền đạo. Một nhịp chạm bóng quá tinh tế của Matthias Pina đánh bại hoàn toàn Hugo Lloris. Bóng đã bắt đầu lăn trong trận đấu giữa Arsenal và Bournemouth. Ở hiệp 1 của trận này, Arsenal bảo vệ khung thành bên phía tay trái mảnh quý vị. Và đây là tình huống lên bóng của Bournemouth. Rất nguy hiểm! Và... tỷ số là 1-0 cho Bournemouth khi mà các cầu thủ Arsenal còn chưa kịp chạm bóng. Ngay trong tình huống giao bóng thì Bournemouth đã lập công. Một diễn biến quá bất ngờ với huấn luyện viên Mikel Arteta. Bóng được triển khai lập tức sang hàng lanh cánh phải của Bournemouth. Không hề có lỗi việt vị trong tình huống thoát xuống này của Philip Billing. Hãy cùng theo dõi cách mà Arsenal phòng ngự. Bóng đã chạm vào chân của Gabriel sau tình huống truyền vào của cầu thủ bên phía Bournemouth. Và nó hãm một nhịp rất vừa đủ cho Philip Billing băng vào để lập công. Kiefer Moore. Lại là tốc độ của Utara. Cơ hội băng cắt cho Anthony. Lần này thì những tình huống khoét vào hành lang cánh trái của Nottingham Forest đã phát huy hiệu quả với các cầu thủ Bournemouth. Kiefer Moore đã chứng tỏ được giá trị ở tình huống này. Và ngay cả tốc độ của Dangu Utara cũng là tuyệt vời. Và phải nói rằng đường chuyền của anh là cực kỳ vừa tầm cho đá băng lên của Jadon Anthony. Renan Lodi một lần nữa bị đánh bại, lần thứ 3 trong ngày hôm nay. Anh bó tay trước tốc độ của Dangu Utara. Và cú sút chéo góc này của Jadon Anthony phải nói là điểm 10 cho chất lượng. Không có gì để chê cả. Lewis Cook, Solanke, Adam Smith, Kiefer Moore. Lưới của thủ môn Lloris đã rung lên lần thứ hai. Lần này thủ thành người Pháp thậm chí là còn tệ hơn lần trước. Cú đánh đầu của Kiefer Moore đã khiến cho Lloris chỉ còn biết đứng nhìn. Kiefer Moore đã đánh bại được các cầu thủ phòng ngự bên phía Tottenham. Cú đánh đầu này của anh là quá khó với Hugo Lloris. Người không thể theo kèm Kiefer Moore là Emerson Royan, một trong những cầu thủ không được đánh giá cao về kỹ năng phòng ngự bên phía Spurs, nhất là khi Emerson Royan phải chống bóng bổng. Đã phải nhận những thất bại. Pha thoát xuống của Dominic Solanke. Billing đang di chuyển, Solanke trùng biên với Billing, trả ngược lại rất nguy hiểm và tỷ số được mở dành cho Bournemouth. Đó là Dominic Solanke. Một tình huống tấn công quét vào cánh trái của Bournemouth rất nhuần nhuyễn, những pha phối hợp một chạm. Solanke chỉ mất đến chạm thứ hai là đã đưa được bóng đến cho Billing. Billing thì mất một chạm và Solanke chỉ ở thêm một chạm nữa để ghi dấu bàn thắng thứ 50 của anh trong áo câu lạc bộ Bournemouth. Chiến thuật số 1 của The Cherries mùa trước đó là Kante cùng với Mikhailo Mudryk. Pha phối hợp khá tốt của cầu thủ Bournemouth. Dứt điểm. Quá đẹp mắt một đầu cho Bournemouth. Matthias Pina lại ghi bàn cho những trái Sherry. Hàng thủ Chelsea một lần nữa lại vụt vỡ. The Blues vươn lên tại sân Vitality nhưng họ không duy trì được lợi thế của mình quá lâu. Một pha phối hợp bộ ba ở hành lang cánh trái thường tấn công của Bournemouth. Và đây là pha phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn. Bóng đến với vị trí của Matthias Pina. Và sau một nhịp khống chế, cầu thủ người Uruguay đã tung ra một pha dứt điểm rất kỹ thuật vào góc xa. Một pha cửa lòng hoàn hảo của Matthias Pina.
Và Kepa không thể có được một tình huống bắt bóng tốt. Bóng đã hoàn toàn ở ngoài tầm với của thủ thành người Tây Ban Nha. Và anh có bay đến cỡ nào chăng nữa cũng sẽ không thể đẩy được cú đá quá hiểm vừa rồi của Matias Vina. Đều scoop. Khá thoáng. Cú sút này. Và đánh đầu chuyển dứt điểm. Bàn thắng. Bàn thắng quá đẹp. Đó lại là một siêu phẩm nữa của các cầu thủ bốn mật Solanke. Hai pha lập công đến điểm này của bốn mật chắc chắn sẽ là những bàn thắng đẹp nhất ở vòng đấu thứ 5 này. Bóng được trèo điểm rơi và sau đó là một đường chuyền. Một pha phối hợp bài bản của các cầu thủ bốn mật, nó đã kéo được hệ thống phòng ngự của Nottingham Forest và đánh lạc hướng họ. Solanke đã di chuyển ở trung tâm và thực hiện một trận đấu diễn ra vào giữa tuần vừa rồi. Cú sút, bóng đi rất căng, đó là một bàn thắng tuyệt vời của bốn mật. Cú sút quá đẹp, một thời khắc tỏa sáng rực rỡ của cầu thủ đối phương khiến cho Henderson có lẽ là hoàn toàn bất ngờ và giật mình. Cú sút căng như kẻ chỉ, mạnh như bóng bổ của Billing. Có khoảng trống và cầu thủ bên phía đội khách đã quyết định thực hiện một quả nã đại bác. Cú sút mù lòi má thật sự là chuẩn mực. Bóng đi nhanh và quá khó với pha bay người của Henderson. Ngay ở những phút đầu tiên này, họ không muốn để trận đấu bị dông dài. Tavernier, cơ hội Solanke, Dominic Solanke, 3-1 cho Bournemouth. Khi mà Leicester rất mải mê dâng lên để tìm kiếm bàn gỡ, thì Bournemouth làm lần nữa trừng phạt họ với khả năng chuyển đổi trạng thái hoàn hảo của mình. Bàn thắng của Bournemouth trong ngày hôm nay đều có dấu giày của anh. Đường căng ngang rất vừa tầm và cú dứt điểm này của Dominic Solanke phải nói là một tuyệt tác nghệ thuật. Giật ta lông đã khó, giật ta lông lại còn xỏ kim cầu thủ đối phương. Và cụ thể ở đây là Tyler Adams thì còn khó hơn. Tràng thiện xạ lại một lần nữa bắn trúng đích. Tavernier. Bàn thắng quá đẹp mắt của Tavernier. Và anh vừa vào sân ở đầu hiệp 2 này thôi. Một sự thay đổi người rất hợp lý của huấn luyện viên O'Neill. Xuất phát từ một tình huống đá phạt góc, không có những sự áp sát đủ lớn. Harrison Reed là người đã đứng trước mặt Tavernier trong tình huống này. Cự ly là rất xa nhưng quỹ đạo của trái bóng đã tạo nên một hình vòng cung và đi thẳng vào góc chết của khung thành. Tỷ số là 1-1 ở phút thứ 50 của trận đấu này.